Trong hội nghị tổng kết đề án mô hình phát triển của tỉnh Bình Dương trong công cuộc đổi mới của đất nước và tầm nhìn đến năm 2050, định hướng xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra vào sáng nay, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, yêu cầu Bình Dương cần tiếp tục chắt chiu lợi thế, xây dựng tư duy phát triển toàn cầu, tầm nhìn vùng và hành động sáng tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân để tiếp tục đóng góp vào tiến trình phát triển của đất nước. Phát biểu kết luận tại hội nghị, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận và đánh giá cao những kỳ tích mà Bình Dương đã đạt được trong thời gian qua. Qua đó đã khẳng định được những hướng đi đúng đắn, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của đảng bộ, chính quyền tỉnh. Từ đó, Bình Dương phát huy các tiềm năng lợi thế, đi tắt đón đầu trong phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị và hạ tầng khu công nghiệp, thu hút đầu tư có hiệu quả các nguồn lực và sử dụng vai trò của doanh nghiệp nhà nước đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội ở địa phương. Nhằm khẳng định được vị thế vai trò lãnh đạo của đảng bộ Bình Dương, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, trước những thách thức của tình hình thế giới trong nước và những đòi hỏi mới của các mô hình phát triển, khi trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số đang có vai trò dẫn dắt, Bình Dương phải mở rộng không gian phát triển và có những đột phá sáng tạo hơn để tiếp tục chắt chiu lợi thế, xây dựng tư duy phát triển mang tính toàn cầu, tầm nhìn vùng và hành động sáng tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân để tiếp tục đóng góp vào tiến trình phát triển. Là cái sự lãnh đạo của Đảng và sức mạnh của nhân dân, mà như các ông chí nói là dân biết, dân bàn, dân làm, dân ở đây phải hiểu cho nó rộng. Các ông chí như vậy. Thì tôi cũng đề nghị các ông chí quan điểm. Thứ hai là tinh thần đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là xuyên suốt. Và trọng tâm là chuyển đổi số và chuyển đổi năng lượng. Lấy cái năng suất, chất lượng, hiệu quả làm cái mục tiêu để phấn đấu. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, trong nghị quyết đại hội đảng, nhiệm kỳ 2025-2030, Bình Dương phải thể hiện được ý chí và khát vọng vươn lên, xác định tỉnh trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tạo động lực phát triển của vùng kinh tế Đông Nam Bộ và ở khu vực phía Nam. Bình Dương phải phát triển đồng bộ hơn, thu hút được các doanh nghiệp lớn, lựa chọn công nghệ thông minh, hiện đại và thân thiện. Trong đó, muốn phát triển bền vững, Bình Dương phải chú trọng đến xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, gồm nguồn nhân lực quản lý và nguồn lao động có chất lượng và trình độ cao. Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế mở để huy động mọi nguồn lực, triển khai đầu tư đồng bộ giữa các hạ tầng, coi đây là lợi thế quan trọng để thu hút đầu tư. Giải quyết mối quan hệ nhà nước, doanh nghiệp và người dân, đảm bảo hài hòa lợi ích. Bên cạnh đó, tỉnh quan tâm phát triển văn hóa xã hội, tạo bản sắc văn hóa con người Bình Dương. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng đánh giá, quy hoạch có vai trò quan trọng, tạo động lực để thu hút các nguồn lực. Bình Dương từ những kết quả này sẽ là rút ra được rất nhiều những bài học, thì chúng ta phải có tư duy mới, tầm nhìn mới, định hướng mới, những cái đột phá chính sách mới cho cái sự phát triển của Bình Dương mà 2030 thì dứt khoát cả tỉnh phải là cái thành phố trực thuộc trung ương rồi, nhưng mà phải tiếp tục là cái hình mẫu cho cái sự phát triển của đất nước ở trong cái kỷ nguyên mới. Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi đã phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, cảm ơn những tình cảm, công sức, trí tuệ của các thành viên trong đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương góp phần vào thành công của đề án. Đây là công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc, chất lượng cao, có giá trị lý luận lẫn thực tiễn, đã đánh giá toàn diện sâu sắc những thành tựu, khó khăn, hạn chế và đưa ra những định hướng, quan điểm, mục tiêu phát triển của tỉnh Bình Dương trong thời gian tới. Những ý kiến chỉ đạo, gợi mở tại hội nghị và đề án sẽ là chất liệu quan trọng để tỉnh xây dựng nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.